Thiên thần Victoria Secret nhận cái kết đắng sau khi ngỏ ý chia bài Taylor Swift. Sau khi tỏa sáng với vai trò ca sĩ, trên sân khấu Victoria Secret 2013, Taylor Swift cũng nhận không ít ý kiến trái chiều. Chẳng hạn như siêu mẫu Jessica Hart đã thẳng thừng nói rằng Taylor rất tuyệt vời, nhưng cô ấy không phù hợp trình diễn nội y. Sự việc càng được đẩy lên cao trào khi Jessica quảng cáo cho dòng mỹ phẩm của bản thân với khẩu hiệu "Cô ấy không xứng", như một lời bóng gió đá đều, chuyện Taylor xuất hiện trên show thời trang nổi tiếng. Sau đó, giới thao tin dâm gian tin đồn, Taylor chỉ đồng ý diễn tại sự kiện năm 2014, với điều kiện Jessica không được xuất hiện trên sàn diễn. Dù giám đốc tiếp thị của hãng khi đó đã xác nhận đây là tin đồn không đúng sự thật. Vậy nhưng vào năm 2014, dân tình chỉ thấy Taylor lại một lần nữa tỏa sáng trên sân khấu. Còn từ đó đến nay, Jessica hoàn toàn vắng mặt tại show diễn này. Đến hiện tại, nhiều người vẫn coi đây là câu chuyện vui vui về những bí mật sau sàn diễn khi